Thời gian vừa qua, nhiều thông tin không đúng sự thật, thông tin giả lan truyền trên mạng đã khiến nhiều người hoang mang. Luật an ninh mạng đã có những điều khoản cấm người dùng tung thông tin giả mạo. Tuy nhiên, nhằm câu view, nhiều chủ tài khoản mạng xã hội đang đứng trước nguy cơ bị cơ quan công an xử lý. Trong hai ngày 13 và 14 tháng 3, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã làm việc với chủ nhân một tài khoản Zalo tung thông tin giả về tập đoàn nước ngoài đầu tư đặc khu kinh tế tại Quảng Ngãi. Chủ nhân của tài khoản Zalo là một phụ nữ 23 tuổi ở huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, hiện đang làm tại một công ty bất động sản hoạt động ở Quảng Ngãi. Vừa qua, chị đã đưa lên Zalo cho bạn bè xem, chia sẻ về việc một tập đoàn nước ngoài với tài sản 120 tỷ đô la Mỹ đang nghiên cứu đầu tư tại thành phố Quảng Ngãi, sẽ lấy toàn bộ khu vực biển xây dựng thành đặc khu kinh tế trọng điểm lớn nhất Việt Nam, thu hút giới đầu cơ săn đất tập trung đến. Thông tin của người phụ nữ này là hoàn toàn bịa đặt. Nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ gây sốt giá đất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, chính trị, trật tự tại địa phương. Phòng An ninh Chính trị Nội bộ đang xử lý theo những quy định nghiêm cấm trên không gian mạng của Luật An ninh mạng 2019.